Hello, chào buổi sáng tất cả mọi người. Bây giờ là mình đi ăn sáng buffet ở dưới nhà khách sạn nha mọi người. Bây giờ mình ăn sáng buffet ở nhà hàng. Mời mọi người cùng ăn sáng với mình nha. Ăn sáng xong tụi mình sẽ đi tham quan Phượng Hoàng cổ trấn. Đang chuẩn bị đi chơi ra gặp đoàn rước dâu vô nha. Ôi nhưng mà cô dâu đâu ta, không thấy cô dâu. Đưa ra cho hay nè. Quý một đoàn xe hoa. Đoàn xe hoa đến đây để rước dâu đây. Đỡ lạnh ghê. Phải à. Hai ba cái mũn này luôn. Màu khác nhau. Rồi sáng nay đi dạo Phượng Hoàng cổ trấn. Vẫn trời lạnh nha mọi người. Nó trời lạnh á. Đoàn mình đi tham quan Phượng Hoàng cổ trấn. Mê chụp hình quá. Hôm nay trời lạnh nha mọi người. Âm u luôn. Chào bạn nhỏ. Bây giờ đoàn mình lên xe buýt để đi ra chỗ Phượng Hoàng cổ trấn để đi tham quan nha mọi người. Đi xe buýt. Chỉ lên thuê đồ mà. Thuê đồ mặc vô lắm rồi. Đúng rồi. Đúng rồi, thuê đồ mặc vô lắm rồi. Chịu đó chứ. Mặc áo khoác đi đi. Bây giờ thì đoàn mình cũng đến cái đường để bắt đầu đi vào và trong Phượng Hoàng cổ trấn nha mọi người. Mời mọi người theo mình nha. Cầu Nam Hoa ở trên đó là cái cầu cao nhất của Phượng Hoàng cổ trấn, ở trên cầu nhìn xuống là cái cảnh này. Đây cũng là cái khu cảnh đẹp nhất của Phượng Hoàng cổ trấn buổi tối. Và trên đó có một cái câu thơ của Thánh Tùng Văn viết, ý là tôi biết là bạn sẽ đến cho nên tôi ở đây chờ. Đây cũng là một câu rất là lãng mạn, nhưng mà tôi biết là em sẽ đến cho nên tôi ở đây chờ. Phượng Hoàng biết là các bạn sẽ đến cho nên Phượng Hoàng luôn luôn ở đây chờ. Chúng ta triển lãm các cái tranh hình, tranh ảnh các cái người ta chụp của Phượng Hoàng cổ trấn. Cho nên đến vào trong Phượng Hoàng cổ trấn mình cũng thấy được rất là nhiều tranh hình và chụp qua triển lãm ra. Nghệ dân người Miêu đang làm các cái đồ trang sức về bạc này. Nghệ nhân. Cái thủ công làm bạc của người Miêu là nổi nhất, nổi tiếng nhất ở Trung Quốc. Bây giờ đã đưa vào trong di sản văn hóa thế giới. Đây là cái biểu tượng hình con Phượng Hoàng. Thì người ta để ngay cái đầu đường vào để làm cái biểu tượng cho cái cổ trấn ở đây luôn nha mọi người. Ở đây có mấy con cúm người ta để cho khách muốn chụp hình thì chụp trả tiền nha mọi người. Rồi thả tim đi. Thả tim. Ai thả chim không? Thả chim Phượng Hoàng đi. Hai. Gia đình hồ tiền thì là giúp tôi rất là nhiều người giỏi, quản lý Phượng Hoàng đều quản lý rất là tốt. Với lại họ nắm được cái quân đội mà đến thời kỳ chiến tranh chống Nhật ở Trung Quốc thì là nhà hồ tiền đã là tổ chức rất là nhiều tướng quân đi tham gia vào chiến tranh chống Nhật, cho nên là ông người ta nói là vô tương bất thành quân. Phượng Hoàng cổ trấn thì có rất là nhiều nhà của nhà Phượng Hoàng cổ trấn, nhà to
Khối ở đây nó là cái phố cổ. Cái phố cổ nên người ta gọi là phố Hoàng Cổ Trấn. Hôm qua bên đó là cái đặc sản của phố Hoàng Cổ Trấn là con vịt với cả kèo ngừng và trà ngừng. À, ở đây thì cái shop này là nó là có rất là điều kiện mà chính quyền địa phương cấp cho là cái cửa hàng tin cậy. À, nên nếu mà mình muốn mua các món đặc sản thì mình có thể mua chỗ này. À, có cả trà ngừng nữa. Hôm nay là lạnh thì là mọi người có thể thử uống ly trà ngừng đi. Đặc sản để trang trà. Đây là một cái tiệm người ta cho thuê đồ để chụp hình đó mọi người. Thì mọi người vô đây thuê đồ là mặc để thay đồ cổ trang á, để mình chụp hình. Nay không có nắng, có nắng mới đẹp. Nắng em thích chụp hình nắng. Ừ. Sáng hơn. Ông nói nói chung là có nắng quá, nắng quá. Ừ, nắng sáng tí xíu. Dạ, này nó hơi tối nè, nó bị u âm u. Thường là cái mùa lạnh là nó sẽ âm u. Ít có nắng. Mua trà hả? Em mua kẹo hả? À, như là trà không? Trà, kẹo gừng nữa. Kẹo gừng với trà gừng. Ở nhà bây giờ mình nhìn thấy là đây có ba chữ là Phường Hoàng Thành. À, Phường Hoàng Thành do Trung Hữu Cơ. Phường Hoàng Thành. Cái này là Phường Hoàng Thành. Phượng Hoàng Thành. À vậy hả? Ừ. Chưa? Cái này giống như phố cổ Hội An chứ có gì thôi. Đi nhanh lên, em quay cho vô khung hình nè. quay cho vô khung hình để mai mốt về có kỷ niệm. À, đi Phượng Hoàng Cổ Trấn. Dạ, để có cả đoàn mình chứ. Lấy cái dù ra, trong ba lô, lấy cái dù này ta. Chỗ tiệm ta. Đứng xích qua đây, lấy cái dù. Đang đi bị trời mưa rồi. À, đó. Mưa rồi, trời mưa rồi phải che dù. Trời mưa phải che dù. Ờ, dùm thăm cô Nga che áo mưa. Đang mưa dài dục luôn á. Mũ rồi đi cho nó đợi kìa. Trời mưa nè, phải mặc áo mưa nè. Trời mưa phải mặc áo mưa nè. Đi chơi mà phải mặc áo mưa, che dù. Mưa rồi, trời ấm quá. Đi Phúc cùng là cũng trắng mà trời mưa quá. Chưa anh. Chưa thôi. Nó đang đòi trả giá, đang đòi giá. Ở đây là cầu đá nhảy. Chút để bên hèn giờ xong rồi đi xong nha. Rồi. À, bên hèn giờ và bên hèn tập trung đã. Ra cái cầu đá nhảy đó. À, ra cái cầu đó. Cầu đá đó, đi ra cái cầu đó chụp á. Nhưng mà cầu nó đi coi chừng té nha. Phượng Hoàng Cổ Trấn là một cái huyện có thẩm quyền ở châu tự trị người Thổ Gia, người Miêu Tương Tây. Nó nằm ở phía tây tỉnh Hồ Nam của Trung Quốc và nó được xây dựng năm 1704. Đến năm 2001 thì cái Phượng Hoàng Cổ Trấn được trao tặng danh hiệu thành phố lịch sử và văn hóa dân tộc. Và nó là thành phố di tích lịch sử văn hóa của Trung Quốc nha mọi người. Cái bên đó là cái cầu bước nhảy nha mọi người.
cái cầu bước nhảy nên là nó là cái điểm đặc biệt nhất của ở chỗ Phượng Hoàng Cổ Trấn này nha mọi người, nên là khi đến đây là ai cũng đều phải ra cái chỗ cầu bước nhảy này chụp hình hết á. Nhưng mà nếu muốn chụp hình cầu bước nhảy á, là mình phải đứng bên một cái cầu bên đây là chụp qua, chứ không thể nào chụp ở bên đó được. Nhưng mà mình đứng ở bên đây á, mình zoom lại thì nó mới chụp được nha mọi người, chứ nếu mà để chế độ không có zoom á, thì nó nhỏ xíu à. Giờ mình đang ở trên cái cầu để mình, cái cầu bước nhảy ở bên đó đó, mình đang đứng bên cái cầu bên đây để mình chụp hình qua bên đó nè mọi người. Bên đó là cái cầu bước nhảy nè, mình đang ở bên đây chụp hình. Rồi bây giờ mình chụp hình xong rồi, bây giờ mình đang đi vô, bây giờ đi ra cầu bước nhảy đây. Bây giờ mình đi ra cầu bước nhảy, mình đi ra giữa cây cầu này á, xong cái mình nhờ cái người chụp hình á, người ta đứng bên cầu kia người ta chụp cho mình một tấm. Đi đây đi, cầu bước nhảy nè. Giờ bắt đầu đông rồi. Sau một hồi thương lượng thì tụi mình vô cái tiệm thuê đồ để cho bà xã tôi đã thuê một bộ đồ cổ trang với mặt. Đi đi, cứ đi bình thường. Đi qua luôn. Ra cái cầu đi. Em xuống đây nè, xuống đây nè. Em đi xuống đây đi. Đến quay đoạn video. Đưa tay ngửa lên nhìn nè, ngửa nhìn theo cái tay. Quay vô. Rồi bây giờ đứng ra mấy bước nữa. Đang đông người, cứ cứ ngồi yên ngay thế này, em kêu rồi là rồi. Rồi đi vô đi, lại kia chụp. Đi lại kia chụp. Rồi bây giờ đi. Đi rồi, mấy bả đi rồi. Tại mấy bả không có thể. Bây giờ đi qua bên lại bên kia chụp cả đoàn. Đây là có hai người thay đồ rồi. Hả? Sao không thay vậy? Sao không thay đồ? Ê! Tôi đang quay phim mà em chết rồi. Nãy giờ đang quay phim. Đứng bước xuống người bước đi. Rồi cứ đi bình thường ra, đi ra giữa luôn.
Đây nè, tập trung vô. Bây giờ đang đi tập trung vô nè. À, vui mà, có gì đâu. Sau khi chụp hình ở đây xong rồi thì bây giờ tụi mình đi lên nhà hàng để ăn trưa. Bây giờ cũng là giờ trưa rồi. Nãy qua cái cầu bước nhảy trời mất rồi. Chụp. Ủa hồi nãy bán mình cũng không có chụp được luôn. Chỗ Phượng Hoàng Cổ Trấn ban ngày á, mình nhìn nó là nó rất là cũ kỹ mà nó cổ kính nha mọi người, nhưng mà ban đêm thì nó mở đèn lên thì nhìn mới đẹp, còn ban ngày thì đó mọi người thầy nhìn nó như vậy đó. Ở đây dọc hai bên đường đi á, là người ta bán những món hàng đặc sản giống như là kẹo gừng nè, rồi chà đen nè, đó là những cái đặc sản ở Phượng Hoàng Cổ Trấn nè mọi người. Bây giờ mình đến cái nhà hàng để ăn trưa rồi nè mọi người. Chào mừng ăn cơm. Đúng rồi đó, lát nữa ai uống rượu nha. Uống rượu ha. Bây giờ nhóm mình ăn trưa, mời mọi người ăn trưa cùng nhóm mình nha. Thì ở đây nhà hàng này nó sẽ có mời rượu mình uống theo cái kiểu phong tục của người Miêu á mọi người. Ở đây cái phong tục mời rượu là như vậy đó mọi người. Người ta sẽ làm một cái tháp rượu như vậy đó, thì ba người rót như vậy đó. Thì khi nào mà mình uống á, thì mình uống không được nữa thì mình đưa ngón tay lên thì người ta sẽ ngưng lại. Còn nếu mà mình cứ để yên thì người ta sẽ rót hoài cho mình uống nha mọi người. Rồi ăn trưa xong ở Phượng Hoàng Cổ Trấn rồi nha. Bây giờ đi về, đi ra xe để về khách sạn. Xe về khách sạn. Buổi chiều đi chơi tiếp. Đây là một cái khu để người ta bán hàng lưu niệm trong này nè mọi người. Bây giờ mình mời mọi người theo mình vô đây để mình quay lại cho mọi người xem. Đây là một cái khu bán đồ lưu niệm ở chỗ Phượng Hoàng Cổ Trấn.
trống. Đây là bánh trống. Đây. Này cũng chưa thấy đồ. Bò của gì vậy? Đây là mấy cái gì? Kẹo à, cái này là kẹo. Kẹo hồ lô. Kẹo hồ lô. À. Kẹo lô giống bên Đài Loan. Cái này gì dâu. Kẹo hồ lô. Hộp đây bán cái mấy cái thạch. À. Ừ. Hộp é, chân châu. Chè, bán chè. Chè. Đây là đồ bạc. Đây là bán đồ bạc, mấy cái vòng. Đây là cái gì? Kem. Kem. Thạch. Ở đây là người ta làm mấy cái lược. Người ta chỉ bới tóc nè chị, người ta chỉ bới tóc. Cái đồ gì đó. Bánh à. Bánh ngô, bánh ngô. Cái này thì xay ra cái bắp á, xay ra người ta lấy bột ta mới nướng. Cái này nè. À cái này hả? Bánh ngô. Bánh thiệt. Bánh hả? Ý là xay ngô làm bắp á kìa mà. Bánh ngô nè. Hay dễ thương. Cái đó là cái gì ta? Cái này giống như rau câu vậy đó. Đấy là anh làm biết. Hỏi nó thử coi. Hỏi thử cái này là gì? Cái đó là gì? Cái 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 gì? Bánh ngô lại bánh trên đó nhưng mà cái này nè. Cái này là cái gì? Nó bán giống như bánh xương sao chỉ vậy đó. À. Hay là cũng là bánh thiệt đúng không? Bánh nếp, bánh nếp, bánh thiệt. Bánh ờ không bánh. Bánh bằng bột. Giống như bột nếp vậy đó. Ờ còn cái bánh bên kia bằng bánh ngô. Bánh mấy chị em tôi ăn xong rồi giờ đi dạo. Đi dạo vô Phượng Hoàng Cầu Trắng. Giờ đi ra xe để đi về khách sạn. Bây giờ đoàn mình đi phải đi bộ ra nha mọi người, tại vì trong này không có xe vào được. Bây giờ tụi mình đi bộ để đi ra xe. Thì trên đường đi bộ ở đây cũng đẹp lắm, để mình quay lại cho mọi người xem. Hôm nay trời lạnh lắm nha mọi người. Có 16 độ thôi. Đang lạnh quéo. Ăn chưa xong về khách sạn nghỉ ngơi. Thì bây giờ là lúc 4 giờ chiều nha mọi người. Thì tụi mình sẽ đi chợ. Hôm nay tụi mình đi chợ. Đi 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 đi. Đi vô chợ mà. Có cái chợ nhỏ xíu đây coi là gọi thanh. Lại đứng cái chỗ trái cây thơm, cái mùi bơm á. Thơm. Đây là cái chợ nhỏ ở chỗ Phượng Hoàng Cầu Trắng. Người ta buôn bán ngoài đường. Có phải là phải xem vô chị nào đủ không? Chiếc cây. Ừ, ừ. Đi vô kia cũng là chợ kìa. Em có thể chụp hay là nhìn như nhau.
Để đi cái này con coi trên là cũng có gì đâu. Ớt xanh ớt đỏ nè. Cái dạng ớt này ớt không có cay. Ớt xanh ớt đỏ. Cái ớt này không có cay á cô. Dạng ớt xanh ớt đỏ. Giống như trong vườn á, tơi 2 và 3. Ớt này nó thảo thịt đó. Giống như mình là ớt chuông. Ớt chuông. Cái này xong. Cái này là gừng. Đây là cái trái táo nè mọi người, táo người ta hái trong vườn ra còn tươi lắm mà ngon lắm. Thì người ta bán là 8 tệ một ký ở bên Trung Quốc. Thì một ký bên Trung Quốc nó bằng nửa ký Việt Nam mình, thì tính ra một ký của Việt Nam mình là 16 tệ. Ở đây bằng quét mã trả tiền không? Cái đi qua bên kia cũng có bán. Ờ, chỗ mình đi chợ. Cái cơ thể gì thân nó cơ sư khen mà. Đây nè, nhóm đó mua táo tàu, mua táo Trung Quốc, cả nhóm mua vô mua táo Trung Quốc, 16 đồng, 16 tệ một ký, cả nhóm nhào vô mua. Đây nè, cái cân nè. Cái bánh nhớ mặt mình này bắt đòi rồi nữa đó. Mình lặng ký rồi, 10 đồng thôi, 10 đồng. Nó được chưa? Mình cái tỷ gia đi. Tỷ gia. Khổ ta này này ngon chứ hả? Ừ. Khổ ta đấy. Khổ ta. Cái này. Cái này. Cái này là chợ bán tại giống mình á, đủ thứ đồ. Chỗ này là trên lầu nha mọi người. Thì trên lầu là người ta sẽ bán quần áo giày dép, còn ở dưới là bán thực phẩm cho đồ nông sản. Mình đang ở trên lầu, mình quay xuống nè. Bây giờ thì sẽ đi nhóm mình đi dạo một vòng ở trên lầu để coi có mua được cái gì thì mua. Sau khi mua được mấy đôi giày ở trên lầu rồi, bây giờ tụi mình đi xuống tầng hầm. Ở dưới tầng hầm là mà cái siêu thị nha mọi người. Đây là trong hầm nè. Mình đi vô hầm nè, đang bán đồ ở trong này nhiều lắm. Trong này là trong siêu thị, trung tâm thương mại. Đây là do siêu thị ở trong thương mại, trong cuối đường hầm. Nhóm thì mình đang đi vô để mua đồ. Đi săn sale. Săn hàng sale. Sau khi đi chợ mua được một ít đồ rồi, tụi mình về ăn cơm tối. Bây giờ tối nay là tụi mình lại đi ra Phượng Hoàng Cổ Trấn một lần nữa, là hôm nay là đêm thứ hai để đi dạo nữa, để ngày mai tụi mình sẽ chia tay Phượng Hoàng Cổ Trấn. Nay là thứ bảy mà. Không, mình qua buổi tối, tối đông rồi, đây thứ bảy, hôm nay đông. Bữa mình đi qua là thứ sáu. Nãy là mình đứng ở trên cái cầu để mình chụp xuống cái Hồng Kiều, cầu Hồng Kiều. Thì bây giờ mình đi xuống cái chân cầu Hồng Kiều, là bây giờ hiện tại mình đang ở dưới cái chân cầu Hồng Kiều này mọi người. Bây giờ mình sẽ đi dạo một vòng. Đây phía sau mình là cái cầu đi chỗ Phượng Hoàng Cổ Trấn. Đây cũng rất là đẹp. Hôm nay là tối thứ bảy nên là rất là đông người. Rất là đông người đến đây. Người ta đeo chân thịt để chụp hình ở đây rất là đông. Khách du lịch cũng đông mà người bán xứ cũng rất là đông. Nói người ta đã phía sau đó là người ta đang thuê đồ để chụp hình đó. Người ta thuê những cái đồ chân thịt ở đây nhiều. Giờ hôm nay trời lạnh lắm nha mọi người. Còn hiện tại là nhiệt độ là 16 độ, 16 độ, lạnh lắm.
người đây thì phải mặc áo lạnh dày, áo lạnh dày luôn. Phía bên đây là cái cầu, cái đường sau lưng này, đây là cái sông Bà Giang. Bây giờ mấy chị em tôi là đang đi dạo buổi tối, dạo ở phường Hoàng Cổ Trấn buổi tối ngày thứ hai. Quay đẹp nè, ủa đẹp màu luôn. Chụp tự sướng đi Thủy ơi, máy Thủy á, chụp tự sướng đi. Đây mình xuống dưới cái cầu ở dưới đây, cái cầu ở đây để mình đi qua bên kia nha. Đây là có cái thác nước đó, phía sau mình là cái thác nước đó. Ở đây quá trời đồ đẹp mình. Rất là đông người trang điểm luôn. Quá trời luôn kìa. Quá trời người trang điểm. Đi về luôn á sáng. Chị kia kìa. Đi đi đi. Đây là quán bar nè nha mọi người. Quán bar để cho mọi người vô uống nước, uống bia. Có nhạc thì xài luôn. Mình đẹp ha. Trời ơi quá trời vui ha. Trời ơi quá trời vui luôn. Ôi ngồi chờ đi kìa. Lớp này ngồi chờ, cái lớp đi chụp, lớp này ngồi chờ. Nè cái bộ đồ giống em nè. Nãy nè có đẹp. Đấy, bộ đồ giống em nè. Trời ơi vui thiệt. Trời ơi nó đông rồi. Mai là chưa. Ô em bé. Chưa chụp chứ giờ chụp mình đông nghẹt luôn á, chụp mình đông nước kìa. Em bé dễ thương quá. Trời ơi mấy đứa nhỏ nè. Trời ơi. Ôi nó đông kìa. Có cái đèn ha. Ừ. Là mấy người kia đi đâu rồi? Cái chuyện lạ. Để tôi tự anh đi quay phim rồi. Đi hết. Đây nè mọi người, ở phía dưới này rất là đông người mặc đồ cổ trang chụp hình. Nguyên ở dưới này rất là nhiều luôn. Phải xếp hàng chờ nha mọi người. Đó là bắt đầu là người thì chụp là phải đợi, đợi xong rồi bắt đầu mới có người khác vô chụp. Rất là đông luôn. Hôm nay là ngày thứ bảy nên là rất là đông. Ồ, vui ghê. Đấy, thấy chưa, chứ đó quá trời người luôn. Ở đây là thuê trang phục để chụp hình đó là khoảng 100 tệ nha mọi người. Ôi trời ơi, nó đông, ở đâu cũng đông nghẹt hết. Rồi cái cầu đó nhảy luôn. Đâu cũng đông nghẹt người hết. Anh đang quay phim. Rớt gì vậy? Cái này
Đây nè, đây nè, bà bạn tôi có đang chụp hình ở đây nè. Đây là chị. Đứng chấu cái chân vô. Đó. Đó, đó, đúng rồi. Đó. Vậy là ok luôn á. Ủa em đâu có chụp đâu. Không, tại máy mình nó vậy chứ nó chụp nó cái đèn kia kìa. Chị phải diễn ghê đó. Thì bây giờ trời cũng tối rồi mọi người, thì cái chuyến tham quan Phượng Hoàng Cổ Trấn ngày hôm nay của tụi mình cũng kết thúc ở đây. Thì mình xin gửi lời chào tạm biệt đến tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo trong cái chuyến hành trình Trung Quốc của mình, còn nhiều điều thú vị lắm. Nhớ đón xem và ủng hộ mình nhé. Bye bye, thank you.